Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, trong cuộc hành trình của chúng ta có những bài học mà chúng ta không thể tìm thấy trong sách giáo khoa. Những bài học này đến từ những trải nghiệm, từ những người chúng ta gặp gỡ và từ những thất bại và thành công của chính mình. Dưới đây là 18 điều mà cuộc sống đã dạy cho chúng ta, những bài học thực tế mà chúng ta cần biết để điều hướng cuộc sống một cách tốt đẹp và ý nghĩa hơn. 1. Bạn bè đến rồi đi. Bạn có nhận thấy rằng càng trưởng thành thì số lượng bạn bè mình thường liên lạc càng ít hơn xưa? Khi càng lớn, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một công việc riêng nên thật khó để vẫn giữ liên lạc. Bạn ắt hẳn đã từng rất thân với một người nào đó, nhưng rồi bỗng dưng cả hai không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù chẳng có xích mích gì xảy ra. Bạn nên chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn với thời gian, nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này thì hãy trân trọng nó mỗi ngày. 2. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí. Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải đánh đổi bằng một cái khác và không phải lúc nào chỉ có tiền bạc. Đối với một số bài học nhất định, bạn phải bỏ ra những cái vô hình như công sức chất xám, thời gian và đôi khi còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội. Nếu bạn bị thất tình, hãy xem giai đoạn trái tim tan nát là cái giá phải trả để bạn biết rằng tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng kết thúc hạnh phúc như những câu chuyện cổ. Nếu bạn thất bại trong việc nộp hồ sơ xin học bổng du học, hãy để những thất vọng dạy bạn rằng con đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng. 3. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối một ai khác ngoài cha mẹ. Vì sao ư? Vì sống trong cái xã hội này, khi mà đồng tiền đã che mắt tất cả, đồng tiền đã làm mờ mắt con người, thì tình cảm, sự chân thành dường như đã không còn ý nghĩa gì so với đồng tiền cả. Người ta yêu nhau vì tiền, chơi với nhau vì tiền. Sự lừa lọc đố kỵ, lòng tham của con người đã giết chết lòng tin của con người. Anh em bạn bè có thể phản bội nhau chỉ vì tiền. Trên đời này, người duy nhất chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối chính là cha mẹ đã sinh ra ta. Vì sao ư? Vì chẳng có người cha mẹ nào không muốn tốt cho con cái cả. Họ sống vì con cái, làm tất cả mọi việc vì con cái. Nên dù họ có làm gì đi nữa, họ vẫn luôn nghĩ về con cái, bảo vệ và muốn con cái của mình có được những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bài học này chỉ nhắc mọi người đừng quá tin tưởng vào ai, chứ không khuyên mọi người sống không có một chút niềm tin nào vào cuộc sống. Những người bạn gặp trong đời đôi lúc muốn lấy của bạn, đố kỵ bạn, ghét bạn, đối xử tệ với bạn. Nhưng tất cả điều đó làm bạn trưởng thành hơn. Không có niềm tin sẽ không cảm nhận được giá trị cuộc sống mang lại. Vì vậy hãy đặt niềm tin đúng lúc đúng chỗ. 4. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, đồng nghiệp rồi tự so sánh với bản thân và thấy mình sao thấp kém. Tại sao họ lại đạt được những thành tựu mình không có? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn của mình? Nếu bạn đã từng nghĩ những điều đó, thì hãy tự dặn lòng rằng ai cũng có những vấn đề và thử thách riêng trong cuộc sống, dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu. Chúng ta không là họ, nên làm sao biết được những người bạn và đồng nghiệp ấy đã trải qua những gì để đạt được thành công? Thay vì ganh tị với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân. 5. Chính bạn là người quyết định tương lai của mình, đừng trông chờ hay trách móc một ai khác. Tất cả những gì bạn nghĩ và làm ngày hôm nay sẽ quyết định chính tương lai của bạn sau này. Nếu hôm nay bạn lười biếng ỷ lại, thì tương lai sau này của bạn ắt hẳn rất khó khăn. Nếu ngay bây giờ bạn cố gắng, chăm chỉ, định hướng cuộc đời, tương lai của bạn sẽ tốt hơn. Đừng trông mong vào sự may mắn hay sự giúp đỡ của bất kỳ ai, vì nó sẽ làm bạn luôn thụt lùi. Cuộc sống giống như một viên đá vậy, chính bạn là người quyết định để viên đá đó mọc rêu hay trở thành viên ngọc sáng. 6. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Không bao giờ bạn có thể làm được điều đó. Vì vậy hãy làm những gì bạn thích và nói những gì bạn muốn. Nếu ai đó ghét những gì bạn làm, hãy cứ để họ tự do làm điều đó. Đừng thay đổi bản thân chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai, vì họ sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi hỏi. Hãy chấp nhận việc lúc nào bạn cũng sẽ có điểm gì đó khiến người khác không vừa lòng. Tuy nhiên bạn cần phải linh hoạt và biết làm vừa lòng một số người trong từng trường hợp cụ thể để khiến cuộc sống dễ dàng hơn. 7. Đừng quan tâm tới người khác nghĩ gì, miệng lưỡi thế gian là điều không tránh khỏi. Chắc hẳn các bạn cũng đã đọc qua câu chuyện hai ông cháu và con cừu. Khi mà bạn làm bất cứ điều gì thì người ta cũng có thể nói xấu bạn. Khi bạn quan tâm, sợ hãi và làm theo những gì người ta nói, bạn sẽ chẳng bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Vậy tại sao chúng ta không làm theo những gì mình muốn, bỏ qua thứ gọi là miệng lưỡi thế gian?
8. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn. Hãy chăm ra ngoài, gặp gỡ mọi người và có những mối quan hệ bền vững. Đừng cố gắng biết hết tất cả mọi người, vì như vậy chẳng khác nào bạn không biết một ai. Tập trung đầu tư vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu họ. Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm ở vị trí cao hay có thế lực, đó có thể là đồng nghiệp, người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ, vân vân. Dù là ai, thì bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. 9. Bạn cần phải hiểu rằng, trong xã hội này loại người nào cũng có. Chính cuộc sống muôn màu muôn vẻ đã tạo nên con người muôn vàn sắc thái. Không phải ai cũng tốt và cũng chẳng phải ai cũng xấu. Tuy nhiên bạn đừng bao giờ nhận xét, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và nghĩ rằng trên đời làm gì có ai như vậy. Không phải như bạn nghĩ đâu. Xấu xa giả tạo, ba hoa, phản bội lừa dối. Tất cả những con người bạn nghĩ là không thể tồn tại thì vẫn tồn tại. 10. Nếu bạn sợ sai lầm và thất bại, bạn sẽ không bao giờ thành công. Thất bại là mẹ thành công, câu nói tưởng chừng như quá quen thuộc này ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sợ thất bại, sợ sai lầm là hai thứ cản đường bạn đi đến thành công. Hãy gạt bỏ nỗi lo sợ và hãy thử thách mình. Cuộc sống cần lắm những phép thử. Người thông minh là người biết sử dụng những phép thử một cách hiệu quả. 11. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó cho ai? Nếu bạn được phân công một nhiệm vụ khó nhằn, trong khi bạn bè hay đồng nghiệp lại được làm các công việc dễ dàng, thì hãy cố gắng vui vẻ làm việc đi. Hãy làm quen với việc người làm ít người làm nhiều trong một tập thể, miễn là kết quả cuối cùng tốt là được. Khi làm những việc khó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới nhiều hơn. 12. Vấn đề của bạn phải tự mình giải quyết. Ngừng than thở và khóc lóc về những vấn đề của bản thân và xắn tay áo lên giải quyết nó ngay hôm nay. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bản thân bạn, vì chỉ có bạn mới biết mình thật sự muốn gì. Khi tự giải quyết, bạn cũng phải tự có trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mình đưa ra. 13. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ. Nếu họ không giúp, đừng ghét họ, vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy. Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó, chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ. 14. Ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả. Thời nay mà bảo ngoại hình không quan trọng thì thật không phải. Không nhà tuyển dụng nào lại muốn nhận một người lôi thôi lếch thếch. Không ai muốn hẹn hò với những người không biết tự chăm chút cho bản thân. Bạn nên chăm sóc bản thân nhưng đừng dành toàn bộ thời gian chỉ để đắp mặt nạ dưỡng da. Vì ngoại hình của bạn sẽ không là điểm cộng nếu như bạn thiếu kỹ năng, không biết ngoại ngữ và yếu kém về chuyên môn. Hãy cố gắng cân bằng mọi thứ và phát triển bản thân một cách toàn diện. 15. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì. Nếu bạn lầm lỗi, hãy xin lỗi kể cả với người bạn ghét nhất. Nếu bạn không thích sếp của mình, hãy bỏ qua cái tôi và chuyện cá nhân để làm việc như một người chuyên nghiệp. Để cái tôi kiểm soát hành động của bạn sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội cả trong cuộc sống lẫn công việc. 16. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc. Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy tự yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày, không nên chỉ mong chờ hạnh phúc từ một người nào đó. 17. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Bạn sẽ luôn muốn một thứ mình không có trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Quan trọng là bạn nên cảm thấy hài lòng với những gì mình có để bớt cảm thấy căng thẳng. 18. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng, nhưng chỉ những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt, cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Thưa quý cô bác anh chị và các bạn, vừa rồi những bài học thực tế về cuộc sống không chỉ là những lời khuyên mà chúng còn là những hạt giống để chúng ta tự trải nghiệm và học hỏi. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn, tìm kiếm ý nghĩa và luôn trân trọng những người xung quanh. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy sống sao cho đáng nhớ.